chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại lên tiếp cho anh em một cặp loa Bookshelf đến từ hãng Onkyo nha anh em. Anh em vừa nghe một đoạn nhạc hòa tấu, nhạc xuân rất rộn ràng, háo hức. Một mùa xuân sắp đến nha anh em. Được thể hiện qua cặp loa này. Cặp loa này có model là N3X nha anh em. Cặp này mình cũng đã từng quay clip và đăng trên kênh của mình và đã bán. Cặp N3X này với cặp đang quay với cặp đã bán cũng giống như nhau, màu sắc y chang nha anh em. Nhưng mà cái cặp này thì nó không được đẹp bằng cặp kia cho lắm, cặp kia là xuất sắc hơn nha anh em. Đây. Uden là N3X. Công suất là 70W một thùng, chở kháng 5 ohm nha anh em. Dòng này được sản xuất tại Malaysia luôn. Số series cặp này 3 số đuôi là 361. Bên đây cũng 361. Và dùng chạm lo kẹp đỏ đen. Trên đây là lỗ thông hơ nha anh em. Đó, lỗ thông hơ. Cặp này cũng vuông dứt góc cạnh, không bể nở hết nha. Nhưng mà so với cặp đã bán thì cặp này nó không được đẹp, cặp kia nó hoàn hảo, màu sắc nó tươi hơn, nó không có chày chụa gì hết. Cặp này có thể có xước sát một chút xíu. Đó, góc cạnh anh em giờ này vuông dứt không bể nở nha anh em. Những dòng Onkyo thường hay sản xuất tại Malaysia nha anh em. Màu vân gỗ màu vàng khá là đẹp. Đây là những vết dơ. Anh em kỹ về mình dùng cồn mình lau là từ từ nó ra nha anh em. Đó. Bên đây cũng vuông vứt góc cạnh nha anh em. Và cặp này về cũng vẫn còn lưới đầy đủ, y căng đầy đủ nha anh em. Đây. Lưới y căng của nó đây. Có một cái thì nó rách một miếng nó gần cái logo Onkyo. Đó. Còn cái bên đây thì không bị gì, vuông vứt hết, không gãy chỗ nào. Đó. Lưới rất là cứng cáp nha anh em, lưới khung nhựa rất cứng cáp, chất lượng luôn. Những dòng Onkyo thì hãng chú trọng là chất lượng là chính nha anh em. Thiết kế lưới đồ là thùng lo và lo đều nhìn chất lượng khác với những hãng khác. Hãng Onkyo rất là trau chuốt cho một cặp lo nha anh em. Đó, lưới thì ok. Dòng này mình ghép với những âm ly mini. Nhưng mà âm ly mini cũng công suất tương đối chứ đừng nhỏ quá thì đánh cặp này không có căng hết nha anh em. Thì nhà mình có âm ly gì thì mình dùng âm ly đó, nói chung cũng dễ ghép. Nhưng mà nếu muốn hay thì mình, nếu có sẵn thì mình chơi, còn hơn mình mua thì mình tìm cái âm ly công suất khá tốt chút xíu. Tại vì những dòng Onkyo này cái gân màn bass nó rất chất lượng, âm ra nó cần một cái âm ly công suất tương đối tốt mới đẩy cái lực bass này nó rung động mạnh và nó căng, nó tiếng nó hay nha anh em. Cái những âm ly nhỏ nhỏ đánh không căng thì nghe nó không có hay. Đó được thiết kế với một cái bass. Để mình đo là kích thước lo bass. Lo bass 12cm nha anh em. Một cái chép đơm 9cm. Những dòng Onkyo màng lo bass họ thiết kế giống như giấy không hẳn giấy mà vải không hẳn vải nha. Nó như là một cái màng tổng hợp nhiều chất liệu trong đây. Họ thiết kế ra cái màng lo rất đẹp và không nhái được nha anh em. Những màng này rách là thị trường không có để thay cho giống nha. Đó, và đây một cái mũi lo. Thường là người ta mũi giòn, còn đây là mũi nhọn nhìn như cái bánh ú nha anh em. Họ thiết kế cũng lạ lắm. Và gân cao su zin luôn nha anh em. Cặp lo này là có những dòng Onkyo là
những dòng này không có bị một gân. Những dòng V3 có mã V là nó hay một, chứ dòng này là không bị nha anh em. Đó, mang lo nhìn rất chất lượng nha. Cũ từ được bọc từ lại chống nhiễu nha anh em. Bự cũ từ rất to, to gần bằng mặt luôn. Cặp loa tuy nhỏ nhưng mà rất rất nặng nha anh em. Và một cái chép đơm. Chép bên đây thì còn rất đẹp, bên đây thì nó bị mớp vô, mình đã lấy ra. Những dòng này đã bị chọt mớp quá quá mạnh, nên ra lấy nó không có căng tròn giống như bên đây được, nó hơi mớp mớp nhẹ nhẹ nha anh em. Nó như vậy là không có làm được tròn được. Đó, nó ngoại hình thì nó hơi 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 bị xấu cái đó tí xíu. Rồi. Vậy mình xin báo giá luôn, mình bán cặp loa này là 680 ngàn nha anh em. Đó. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại mình 0938 782092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình. Anh em cọc thì mình mới gửi hàng nha anh em. Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình, anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về cặp loa trước khi quyết định mua. Để mình đo lại kích thước chiều cao của thùng loa, vỏ thùng nó cao bao nhiêu nha anh em. Để mình đo loa rồi. Loa cao 22 cm, cao 22, rộng 13 nha anh em. Rộng 13. Không lưới thì 20, gắn lưới vô 21 nha anh em. Gắn lưới vô là 21. Rộng 13, cao 20. Cao 22. Rồi là coi nha. 22 đúng rồi, cao 22 nha anh em. Nói chung chiều cao và chiều sâu nó cũng gần tương đương. Nếu gắn lưới 21 còn cao 22 nó cũng tương đương, xem nha anh em. Rồi, sau đây mình sẽ thử một test một hai đoạn nhạc cho anh, ngắn ngắn thôi cho anh em nghe lại chắc âm. Rồi, anh em đã nghe qua một hai đoạn nhạc, nghe lại chất âm của cặp loa rất là hay. Những dòng Onkyo còn cho chất âm rất hay nha anh em. Dù anh em ghép những âm ly cỏ, âm ly nhỏ, mini gì nghe nó cũng ok nha anh em. Rồi mình xin báo giá lại là mình bán cặp loa này 680 ngàn đồng. Anh em có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại mình 0938 782 092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình, anh em cọc thì mình mới gửi hàng nha anh em.
Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình, anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về cặp đo trước khi quyết định mua nha anh em. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn anh em một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.